Trong giới quân sự, người ta có một câu nói như sau. Đó là, không người lính nào có thể chiến đấu với một cái bụng rỗng. Quả đó nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm đối với binh sĩ. Vì vậy, xuyên suốt lịch sử, quân đội các quốc gia trên thế giới đã nỗ lực tạo ra các khẩu phần vừa tiện lợi trong chế biến và sử dụng để phù hợp với môi trường chiến đấu, nhưng cũng đồng thời phải đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng. Tuy nhiên, không phải lúc nào các bữa ăn tiện dụng cũng đáp ứng được những tiêu chí ấy. Trong video ngày hôm nay, quý vị khán giả hãy cùng Kiến thức quân sự điểm danh những loại thực phẩm tệ nhất và tốt nhất từng được cung cấp cho quân đội. Trước khi bắt đầu, nếu thấy các nội dung của Kiến thức quân sự hữu ích và thú vị, đừng quên để lại một lượt like và đăng ký, cũng như ấn vào nút chuông để nhận thông báo ngay khi kênh đăng tải video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị khác. Còn bây giờ, theo tâm lý chung là khổ trước sướng sau, chúng ta hãy đến với những món ăn tệ hại trước. Những thứ mà chắc chắn sẽ bị ném vào thùng rác không thương tiếc nếu ai đó dám đem ra cho giám khảo MasterChef nếm thử. Khởi động bằng bánh quy nâu. Đối với nhiều binh sĩ Anh quốc, bánh quy nâu là một thuật ngữ đại diện cho sự ghê tởm và khó chịu. Chủ yếu là do những tác động tiêu cực của loại đồ ăn này đến hệ tiêu hóa. Vốn là một món chính trong các gói khẩu phần của quân đội Anh cho đến tháng 2 năm 2009. Những chiếc bánh quy nâu nhiều vitamin được lính Anh mô tả là 6 lát bia cứng được nén lại. Và dù mùi vị không mấy ngon lành, nhưng chúng lại khá nổi tiếng nhờ tính linh hoạt, có thể sử dụng kết hợp với pate, nhúng vào súp ăn liền, thậm chí nghiền trong sữa và rắc đường để tạo thành một món ngũ cốc ăn sáng đơn giản. Tuy nhiên, điều khiến bánh quy nâu nằm trong danh sách những loại MRE hay khẩu phần ăn liền của quân đội tệ nhất là bởi chúng có khả năng ngăn cản quá trình đào thải những thứ màu nâu khác ra khỏi cơ thể người ăn. Hay nói thô hơn là gây ra tình trạng táo bón. Chắc chắn rồi, đây không phải điều gì hữu ích trên chiến trường, nơi mà bất kỳ yếu tố nào gây xao lãng, dù là tự nhiên hay nhân tạo, đều phải được giảm thiểu đến mức tối đa. Đó là còn chưa nói đến bên cạnh táo bón, bánh quy nâu cũng có thể triệu hồi Tào Tháo đến rượt đuổi binh sĩ trong 3 ngày liên tiếp. Do đó, nó đã đem về rất nhiều chỉ trích từ những người lính tiền tuyến cho đến bộ phận hậu cần. Đồng thời, thay vì bỏ vào miệng, người ta lại thường đem những gói bánh ra làm mục tiêu để tập bắn. Dù có những tác dụng phụ không đáng có, nhưng ít nhất bánh quy nâu không quá dở tệ và phần nhìn của chúng cũng không đến mức khiến người ta kinh hãi như món ăn tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị. Đó là trứng ốp lết phô mai và rau củ. Đúng vậy, chính là cái miếng hình chữ nhật dạng sền sệt màu be trước mắt các bạn đây. Đây là một trong những món ăn MRE khét tiếng của quân đội Hoa Kỳ được giới thiệu vào năm 2005. Rất nhanh sau khi được phân phát cho binh sĩ, trứng ốp lết phô mai và rau củ đã được đặt cho biệt danh là Vomlet. Vốn là phép chơi chữ bằng cách ghép từ hai từ tiếng Anh là vomit nghĩa là bãi nôn và omelet nghĩa là trứng ốp lết. Quả thật như hầu hết các binh sĩ Mỹ nhận xét, món ăn này chính xác là một bãi nôn thực thụ, xét về cả hương vị lẫn vẻ ngoài. Và rồi những lời phàn nàn về chất lượng của vomlet liên tục được gửi về đơn vị quân đội chịu trách nhiệm phân phối nó là Ban Quản lý Thực phẩm Chiến đấu. Bộ phận này đã cố gắng tìm cách sửa sai bằng việc cho thêm một túi kẹo M&M's hoặc Skittles cùng với một chiếc bánh xốp nướng Pop-Tart vào khẩu phần. Mặc dù đây có thể nói là những bổ sung đáng hoan nghênh, nhưng chúng vẫn không giải quyết được vấn đề cơ bản của món ăn. Do đó, sau năm đầu tiên sản xuất món trứng ốp lết phô mai và rau củ, những chai nước sốt Tabasco thu nhỏ đã được đưa vào gói MRE như một nỗ lực nhằm che giấu mùi vị khủng khiếp của nó. Thế nhưng điều này không tỏ ra có mấy tác dụng và vomlet vẫn là món ăn ít được yêu thích nhất của những người lính Hoa Kỳ. Và cuối cùng nó bị ngừng sản xuất vào năm 2009. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là chúng không tồn tại do MRE được thiết kế để có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất lâu trong điều kiện khắc nghiệt. Vì vậy cho đến nay, nhiều hội nhóm yêu thích quân sự vẫn đem vomlet để làm các content thử thách lòng can đảm. Còn đối với những người không may đã phải nếm thử món ăn tệ hại này,
Chấn thương tâm lý do nó gây ra là rất nghiêm trọng và sẽ đi theo họ đến suốt cuộc đời. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn mà nếu đem so sánh, bánh quy nâu và vòm này còn tốt hơn gấp nhiều lần. Vì ít ra chúng còn được chế biến sạch sẽ. Trong khi thứ này thì chắc chắn không đạt bất kỳ tiêu chuẩn nào về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi khi nhắc đến chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha năm 1898, có lẽ điều mà nhiều người sẽ nhớ đến nhiều nhất chính là việc quân đội Hoa Kỳ đã tự tay giết chết chính binh sĩ của mình bằng thứ vũ khí sinh hóa khủng khiếp được gọi là thịt bò ướp. Theo đó, người Mỹ đã không có sự chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến và các hợp đồng cung cấp thực phẩm được đàm phán một cách vội vã với chi phí thấp nhất có thể. Đồng thời, lợi dụng sự thiếu quan tâm và sát sao của Bộ trưởng Chiến tranh Russell Elser, các nhà cung cấp thực phẩm cho quân đội đã giảm chất lượng thịt, vốn đã không đảm bảo từ trước đó. Kết quả là hầu hết thịt bò được vận chuyển đến chiến trường Cuba đều bị ôi thiêu đến mức độc hại và được bảo quản kém bằng formaldehyde, thứ mà trên thực tế không có tác dụng, mà trái lại còn khiến cho thịt bò có mùi như xác chết. Ngoài ra, xương và các bộ phận không ăn được khác của động vật cũng được tìm thấy trong hộp thịt. Để rồi, như một lẽ tất yếu, loại thực phẩm nguy hiểm này đã trở thành nguyên nhân gây ra tình trạng tiêu chảy, kiết lỵ và ngộ độc thực phẩm, dẫn đến cái chết của hàng ngàn binh sĩ, đặc biệt là những người đang bị bệnh sốt rét và sốt vàng da hành hạ. Theo một thống kê, số lượng quân lính chết vì thịt bò ướp nhiều gấp đôi so với số tử trận khi chiến đấu với người Tây Ban Nha. Sau khi cuộc chiến kết thúc, quân đội đã mở cuộc điều tra về vấn đề chất lượng thực phẩm. Theo tướng chỉ huy các lực lượng Hoa Kỳ tham chiến là Nelson Miles, ban đầu ông đã đề xuất với Bộ trưởng Elcher rằng nên mua gia súc địa phương ở Cuba và Puerto Rico để sử dụng, thay vì vận chuyển thịt từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bộ Chiến tranh đã bỏ ngoài tai đề nghị đó và vẫn trao hợp đồng cho các công ty ở Chicago. Tướng Miles thậm chí còn cáo buộc rằng những thứ mà binh sĩ của ông phải ăn chẳng có tí dinh dưỡng nào. Và trên thực tế, chúng chỉ là bã thịt sau khi chế biến lấy nước cốt, sau đó đóng hộp và dán nhãn thịt bò nướng. Mặc dù không có tuyên bố chính thức nào về rắc rối quy mô lớn liên quan đến nguồn cung cấp thịt, nhưng những lời khai của tướng Miles góp phần thúc đẩy dư luận lên án vụ bê bối này. Đến năm 1899, do sức ép từ công chúng và Tổng thống William McKinley, Bộ trưởng Elser đã phải xin từ chức. 7 năm sau, Tổng thống Theodore Roosevelt, vốn là một cựu binh trong chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha và đã từng ăn món thịt bò ướp đáng nguyên rủa đó, đã thông qua đạo luật thanh tra thịt để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Nối tiếp danh sách này sẽ là món hầm Maconochi được cung cấp cho quân đội Anh thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Thành phần của món này gồm có thịt bò, khoai tây, đậu haricot, cà rốt, củ cải và hành tây. Nghe qua thì không có gì đáng ngại, và thực tế món này được nhận xét là có hương vị khá ổn khi được đun nóng. Tuy nhiên, nếu dùng nguội, và chuyện này thường xuyên xảy ra do điều kiện chiến trường không cho phép, món hầm Maconochi được mô tả là bốc mùi hôi đặc biệt khó chịu do sự kết hợp giữa củ cải và đậu haricot, đến mức nhiều binh sĩ đặt cho nó biệt danh là kẻ giết người ở nhiệt độ thấp. Bên cạnh đó, vẻ ngoài của món ăn cũng không hề hấp dẫn khi trông như một khối mỡ động vật đông cứng với những miếng thịt và rau củ khó có thể phân biệt được với nhau. Ngoài ra, nếu một người lính bằng cách nào đó có thể nuốt chửng được thứ ghê tởm này, gần như chắc chắn rằng ngay sau đó, các đồng đội của anh ta trong nỗ lực điên cuồng để ngăn lỗ mũi của mình tê liệt hoàn toàn sẽ lao đi tìm và đeo lên mặt bất cứ thứ gì giống như mặt nạ phòng độc. Lý do là bởi món hầm có tác dụng phụ là khiến cho người ăn nó bị đầy hơi. Theo một binh nhì người Anh sau này kể lại, một trong những điều đáng nhớ nhất về cuộc hành quân ban đêm là họ đã phải di chuyển với bầu không khí nồng nặc mùi trung tiện được giải phóng bởi hàng trăm người đàn ông. Không chỉ có đồ ăn, mà thức uống cũng có thể là một loại thực phẩm tệ hại được cung cấp cho binh sĩ. Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, cà phê được xem là loại đồ uống thần thánh có khả năng tăng cường sức mạnh tinh thần và được sử dụng bất cứ khi nào có thể. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt loại thức uống này có thể gây suy giảm sĩ khí nghiêm trọng. Thế nên quân đội Liên bang miền Bắc đã cố gắng tạo ra một số loại cà phê thay thế. Một trong số đó là tinh chất cà phê, vốn là sản phẩm trí tuệ của doanh nhân George Hormel.
được làm từ vỏ chấu bay hơi của hạt cà phê với sữa đặc và đường. Nó thường được mô tả là một mớ bùn nâu tởm lợm đến đáng sợ. Theo nhiều báo cáo, các binh sĩ miền Bắc, những người sẵn sàng pha cà phê với nước lấy từ vịnh Mississippi bị ô nhiễm, nếu đó là thứ giúp họ lên tinh thần, cũng tỏ ra ghê tởm cái thứ tinh chất cà phê này. Tệ hơn nữa, đống bùn nhão kinh khủng ấy còn gây ra những cơn đau quặn bụng và dẫn đến tình trạng tiêu chảy dữ dội khó chịu vì các nhà cung cấp thường thêm sữa hư vào hỗn hợp để cắt giảm chi phí. Vừa rồi, Kiến thức quân sự đã cùng quý vị khán giả điểm qua một lượt 5 loại đồ ăn thức uống tệ hại nhất mà những người lính trên thế giới từng phải nhắm mắt bịt mũi bỏ vào bụng. Và bây giờ, như người xưa hay nói, qua cơn bĩ cực thì đến hồi thái lai. Chúng ta sẽ đến với những loại món ăn quân đội tốt nhất, thậm chí một số còn được xếp vào hàng kiệt tác ẩm thực. Vào năm 1995, một trong những khẩu phần ăn liền ngon nhất mà quân đội Hoa Kỳ từng sản xuất đã bắt đầu được cấp phát cho binh sĩ. Đó là món chili mac, hay món mì macaroni nấu với ớt và thịt. Là một sự kết hợp ngon lành giữa mì macaroni mềm mại tinh tế, thịt bò băm vụn có hương vị taco và nước sốt cà chua đậm đà. Chili mac đã nhanh chóng chinh phục được những khẩu vị của những người lính Mỹ và trở nên nổi tiếng. Bổ sung cho món chính thơm ngon là một loạt các món phụ và tráng miệng, có thể bao gồm một thanh thịt bò khô đường muối mặn, một lát bánh cà rốt hảo hạng, hoặc một gói kẹo Skittles sặc sỡ có vị dầu dại. Tuy nhiên, thứ được đánh giá là đáng tiền nhất trong khẩu phần, tất nhiên ngoại trừ món chính chili mac, là gói sốt phô mai và ớt jalapeno. Thứ mà nếu đem phết lên bánh quy giòn khô không vị thì sẽ biến thành một bữa tiệc hoành tráng. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không kể đến bột pha đồ uống có hương vị gợi nhớ đến thức uống thể thao nổi tiếng Gatorade, một thứ hoàn hảo để kết thúc bữa ăn ngon lành. Không chỉ có vậy, chili mac MRE là một khẩu phần rất có sức hấp dẫn vì mức giá trị của nó đã vượt qua một bữa ăn chống đói thông thường. Theo nhiều binh sĩ, những túi thức ăn loại này đôi khi được coi như một loại tiền tệ và có thể được dùng để trao đổi lấy bất cứ thứ gì mà người ta mong muốn. Ngày nay người ta vẫn coi nó là một món ăn tuyệt phẩm và được săn tìm trên các trang mua bán trực tuyến. Thậm chí một số cựu quân nhân và những người tin vào thuyết tận thế còn duy trì kho dự trữ của riêng họ. Nhìn chung, như một cựu chiến binh Hoa Kỳ từng nhận xét, MRE của quân đội thường rất tệ, nhưng chili mac là một ngoại lệ phi thường. Khoảng hơn một thập kỷ trước khi chili mac ra đời, binh sĩ Mỹ cũng đã được ăn một món ngon tuyệt phẩm khác là thịt bò hầm. Ra mắt lần đầu vào năm 1981, khẩu phần thịt bò hầm ăn liền được xem là một ví dụ tinh tế về công nghệ thực phẩm quân sự. Gói đồ ăn này thường bao gồm một món thịt bò thịnh soạn, được bổ sung cà rốt, ngô, đậu xanh, hành tây, khoai tây, cà chua, nước thịt và một phần cơm trắng có thể tùy ý dưới thêm nước sốt Tabasco. MRE này cũng rất phù hợp cho những người hảo ngọt vì có nhiều món ăn tráng miệng như mứt dâu, bánh nướng xốp, bánh quy sô-cô-la chuối, cũng như bột để pha nước trái cây hoặc sữa lắc. Ở một vài phiên bản khác được cho là ngon hơn, khẩu phần còn gồm có một miếng bơ đậu phộng và một phần bánh quy xoắn. Bên cạnh nhiều món ăn kèm và tráng miệng hảo hạng, điều tuyệt vời thực sự của món thịt bò hầm MRE nằm ở chỗ các thành phần khác nhau của nó có thể được kết hợp để tạo ra một bữa ăn ngon tuyệt với bơ đậu phộng, bánh quy mứt và bánh quy nhúng sốt thịt là một trong những sự kết hợp phổ biến nhất. Những người tạo ra túi MRE này thậm chí còn tính đến giai đoạn sau bữa ăn, vì thế họ đã đặt trong đó một gói cà phê hòa tan cũng như đủ lượng giấy vệ sinh và khăn để giúp binh sĩ giải quyết những vấn đề có thể phát sinh nếu chẳng may hôm đó bụng yếu. Bây giờ, nếu đã quá ngán những loại đồ ăn quân đội đến từ Anh và Mỹ, thì ngay sau đây, Kiến thức quân sự xin mời quý vị khán giả đến với nền ẩm thực quân sự của các quốc gia nằm trong lục địa châu Âu. Và trước mắt các bạn lúc này chính là khẩu phần thực địa Bắc Cực của Na Uy. Quả thật không ngoa khi nhận xét rằng bữa ăn dã chiến được NATO phê chuẩn này chính là một bữa tiệc xa hoa dưới lớp vỏ MRE. Được phát triển cho lực lượng vũ trang Na Uy và quân đội các nước Bắc Âu khác bởi công ty Drytech, gói thực phẩm cỡ lớn này bao gồm lựa chọn thực đơn vô cùng đa dạng với 24 món chính khác nhau, chia thành từng bữa
với đẳng cấp không kém gì nhà hàng hạng sang. Bắt đầu ngày mới, khẩu phần thực địa Bắc Cực cung cấp nhiều lựa chọn hấp dẫn, gồm các món ăn sáng dành cho người sành ăn như ngũ cốc dinh dưỡng muesli với quả việt quất và vani, muesli với quả mọng hoặc sô-cô-la. Cùng với đó là hai biến thể của món cháo trái cây. Đến bữa trưa, binh sĩ có thể thưởng thức một danh mục các lựa chọn đầy hương vị ngon lành như cá hồi sốt kèm với mì ống, gà nấu đậu lăng và chanh, mì ống sốt cà chua, món hầm kebab, curry gà, và thậm chí cả món ớt hầm thuần chay dành cho những ai không thích ăn thịt. Đối với bữa tối, người ta có thể đánh chén món thịt hầm chili con carne, cơm ăn kèm thịt lợn xé, mì sốt kem ăn với thịt heo, hay các món chính đậm chất Scandinavia như cá tuyết sốt kem curry. Và đặc biệt nhất không thể không nhắc đến chính là tuần lộc hầm với khoai tây sốt kem và cà rốt. Nó ngon đến mức nhiều nhà phê bình MRE nổi tiếng cũng phải tấm tắc ngợi khen và cho rằng đây là món ăn dã chiến ngon nhất họ từng được nếm thử. Ngoài các món chính, túi MRE còn có các món phụ đi kèm như sô-cô-la, bánh mì, thành protein, trái cây và thịt sấy khô, bánh quy và nhiều thứ khác. Bên cạnh chất lượng bữa ăn, mỗi khẩu phần cũng được hãng Drytech làm lạnh khô để có thời gian bảo quản tối đa và giảm bớt khối lượng giúp vận chuyển dễ dàng hơn. Đồng thời trong các túi MRE cũng chứa tất cả các đồ lặt vặt cần thiết để giúp cho chuyến hành quân, thực hiện nhiệm vụ hoặc việc dùng bữa trở nên thuận tiện và dễ dàng. Chúng bao gồm khăn lau khử trùng, kẹo cao su, viên vitamin, cà phê và túi Ziploc. Không chỉ là vật dụng không thể thiếu của các hậu duệ Viking trong các nhiệm vụ dài ngày ở vùng cực, khẩu phần thực địa Bắc Cực cũng được đánh giá là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những ai yêu thích các hoạt động ngoài trời như cắm trại, treo thuyền, leo núi, đi bộ đường dài, hay thậm chí là bất kỳ ai cần một bữa ăn ngon lành, tiện dụng mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Nếu như đồ ăn phương Bắc không làm quý vị khán giả hài lòng, vậy thì ngay sau đây chúng tôi sẽ mang tới loại MRE đến từ một trong những quốc gia có nền ẩm thực thuộc hàng cao cấp bậc nhất thế giới. Đó là khẩu phần dã chiến của các lực lượng vũ trang Pháp. Được xem là túi đồ ăn dã chiến sang trọng và đẳng cấp thuộc hàng đầu trong giới MRE. Nó không chỉ ngon mà còn cung cấp cho binh sĩ 3.600 calo bằng những thực phẩm tốt nhất, chia làm 3 bữa chính và một vài bữa ăn nhẹ. Những người lính có thể uống cà phê hòa tan, trà hoặc sô-cô-la nóng khi họ thưởng thức bữa sáng, gồm ngũ cốc muesli và kẹo dẻo trái cây. Đến giữa buổi sáng, họ có thể dập tắt cơn đói bằng cách phết pate lợn rừng, pate vịt hoặc phô mai lên bánh quy, có cả loại mặn và ngọt tùy khẩu vị. Đối với bữa trưa và bữa tối, binh sĩ có thể thưởng thức hai món nấu sẵn chất lượng cao từ thực đơn 14 món. Tiêu biểu có thể kể đến như thịt viên kebab, pasta thịt bò và macaroni, lasagna hoặc tortellini thịt bò, thịt lợn muối và đậu lăng, xúc xích và cơm sốt cay, vịt và khoai tây nghiền, salad Ý, xúc xích nhồi hạt hồ chăn, risotto thịt lợn và nấm. Ngoài ra, một điểm đặc biệt khác của loại MRE này khiến nó đặc biệt được yêu thích là không món ăn nào trong khẩu phần đòi hỏi điều kiện bảo quản đặc biệt, khiến chúng trở thành những mặt hàng thực phẩm tuyệt vời để giữ trữ ở nhà. Đối với những ai vừa muốn thưởng thức những món ăn phong cách Pháp, vừa mang đẳng cấp nhà hàng, lại vừa có chất lính ở trong đó, thì khẩu phần ăn dã chiến của quân đội Pháp chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo. Và như vậy, chúng ta đã điểm danh qua một lượt những đồ ăn thức uống trong quân đội các nước, cả tốt nhất lẫn tệ nhất. Tóm lại, khẩu phần dã chiến là loại thực phẩm được thiết kế để cung cấp cho binh sĩ trong điều kiện chiến đấu khó khăn, và hương vị cũng như mức độ hài lòng dành cho chúng có thể rất khác nhau. Do đó, cho dù bạn là một quân nhân hay dân thường có nhu cầu sử dụng MRE, thì khi biết loại nào là tốt nhất và những gì nên tránh, có thể tạo ra sự khác biệt trong việc duy trì tinh thần và tạo sự thích thú trong bữa ăn. Theo quý vị và các bạn, loại khẩu phần nào là tệ hại nhất và ngon nhất trong danh sách hôm nay? Liệu còn có món ăn nào khác xứng đáng góp mặt mà chúng tôi đã bỏ lỡ? Và quân đội nhân dân Việt Nam có những loại MRE nào nổi tiếng? Hãy đừng ngần ngại để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Nếu đã xem tới những phút này của video, các bạn đừng vội tắt màn hình vì bí mật còn ở phía sau.